Wow các bạn ơi, không biết là tại sao nhưng mà những người máy ZG khổng lồ này lại được tập hợp ở đây nha bạn. Ui, có cảnh sát nữa bạn. Đây là những cảnh sát ở trong thành phố nha. Chắc là những cảnh sát này đã điều khiển những người máy ZG này đến đây các bạn ơi. Để tôi hỏi xem là rốt cuộc là các cảnh sát này bọn họ có biết là hiện tại thành phố đang bị một con quái vật khổng lồ tên là Mylayer đang tấn công hay không nha. Ây chà, các siêu nhân người nhện, các cậu đến đây rất là đúng lúc. Ây chà, ở căn cứ cảnh sát thì bọn tôi đã quan sát và phát hiện một con quái vật kinh dị. Ây chà, nó có rất là nhiều chân luôn và nó đang định tấn công thành phố của chúng ta. Vì vậy thì cảnh sát bọn tôi đã điều khiển rất là nhiều người máy ZG, có lớn và có nhỏ nha. Những người máy ZG này có phiên bản khác nhau. Và bọn tôi đã điều khiển những người máy ZG này đến đây nhằm mục đích là tiêu diệt con quái vật khổng lồ Mylayer. Nếu các siêu nhân người nhện các cậu ở đây thì tốt quá, chúng ta sẽ kết hợp với nhau đánh bại con quái vật, bảo vệ thành phố. Tuyệt đối là không thể để cho nó tiếp tục phá hoại thành phố của chúng ta được. Wow, thì ra là các cảnh sát này bọn họ cũng biết được là thành phố đang bị một con quái vật Mylayer khổng lồ kinh dị tấn công các bạn. Rồi, ông này là ông cảnh sát trưởng nha bạn. Đấy, ông ta điều khiển tất cả các người máy ZG ở trong căn cứ cảnh sát đến luôn các bạn. Đây, ông ta nói là những người máy ZG này là phiên bản khác nhau các bạn. Đấy, đúng rồi các ơi. Người máy ZG này màu cam nè, màu đỏ nè, màu xanh nè, màu xanh dương nè. Đây, rất là nhiều, nhưng đặc biệt là có hai phiên bản siêu to khổng lồ các bạn. Đây, rồi người máy ZG này, ui, người máy này nhìn ngầu chứ bạn. Vũ khí là hai cái lưỡi dao các bạn gắn vào tay của cậu ấy luôn nè. Rồi, wow, quá dữ luôn. Như vậy thì bọn như vậy là chúng ta đã có các siêu nhân người máy khổng lồ này để chiến đấu với con quái vật kinh dị Mylayer ở đằng kia rồi các bạn. Ok, đây để tôi nói với cảnh sát trưởng nha bạn. Bây giờ thì các siêu nhân người nhện bọn tôi sẽ ra ngoài đó để dụ con quái vật khổng lồ kinh dị Mylayer đó đến. Thì các cảnh sát bọn họ thì có nhiệm vụ là điều khiển hai người máy ZG khổng lồ này các bạn, hai người máy cùng một lúc ra chiến đấu với con quái vật luôn nha. Đấy, nhiệm vụ của chúng ta là như vậy đấy. Hy vọng là có thể tiêu diệt được con quái vật đó càng nhanh càng tốt các bạn. Tuyệt đối là không thể để cho nó tiếp tục tấn công và phá hủy thành phố của chúng ta nha. Hiện tại thì đã có rất là nhiều những cái tòa nhà bị con quái vật nó làm cho sụp đổ rồi bạn. Có rất là nhiều người dân bị thương nè, bị đá đè, bị nhà sập các bạn, rất là nguy hiểm nha. Đi đi anh em ơi, đuổi theo con quái vật nha. Đấy, bọn tôi thì sẽ tìm cách dụ con quái vật đó đến một cái chỗ nào đó không có người nha bạn. Có thể là một cái ngọn núi hay là một cái bờ biển, cái bãi biển nào đó có rất ít người dân hoặc là không có người dân càng tốt bạn, để cho các người máy ZG có thể chiến đấu thỏa thích nha. Đây, con quái vật đâu mất tiêu rồi. Bây giờ sẽ lấy một chiếc xe khác ra để dụ nó nha bạn. Bọn tôi sẽ tìm cách dụ cho nó đuổi theo bọn tôi ra ngoài bờ biển để chiến đấu nha. Đây, chúng ta lại tiếp tục sử dụng xe thôi các bạn. Đây, đây là chiếc xe mới của bọn tôi các bạn. Cái chiếc xe hồi nãy của bọn tôi bị con quái vật nó đạp nhẹp lép rồi các bạn. Rồi, lên xe đi anh em. Đây, hiện tại thì biệt đội các siêu nhân người nhện bọn tôi đã sẵn sàng các bạn. Đuổi theo quái vật nha. Nó đâu mất tiêu rồi ta. Hồi nãy nó đang tấn công ở đây mà. Đây, bọn tôi vẫn đang tìm kiếm đấy các bạn. Con quái vật đâu mất tiêu rồi. Ui, nó đây nè bạn. Đây nó nè. Ủa, nó đang ủi nguyên một cái cầu ở đây luôn. Ai. Ủa. Tìm cách dụ nó đuổi theo các bạn. Tại bọn tôi sẽ sử dụng động cơ bay của cái chiếc xe này nha. Bay lên, phải tiếp cận con quái vật nha. Rồi các bạn nhìn nè, ghê chưa, xấu xí chưa. Ai tìm cách dụ nó cho bạn. Ủa, nó đuổi theo rồi kìa. Ui, bay lên trời ơi. Ai, nó phát hiện các siêu nhân người nhện bọn tôi các bạn, phải dụ cho nó đuổi theo nha. Ai, nó không đuổi theo. Ủa, nó bay lên. Ủa, nó nhảy không ơi. Ủa, nó nhảy cao lắm nha. Ai dụ. Ui, nó đuổi theo kìa, ghê chưa. Ai tìm cách dụ cho nó đến một cái nơi không có người các bạn. Rồi, nó đang đuổi theo các bạn. Ui, ui.
Ai, ủa sao nó không đuổi theo nữa ta? Ai, bọn tôi sẽ tiếp tục vụ nữa nha bạn. Ấy, ấy, ui nó tấn công kìa. Ui nó thè lưỡi ra các bạn. Ủa nó định hút các anh em siêu nhân người nhà anh bọn tôi hay sao ấy? Rồi nó đuổi theo kìa, nó đuổi theo kìa. Ấy. Ok, dụ cho nó ra ngoài cái bờ biển ở ngoài đây nha. Rồi. Ủa cái gì? Ủa nó bay được luôn hả? Không bay được nha. Ủa nó phun. Đấy nó thè lưỡi ra ghê quá con ơi. Đây, con quái vật vẫn đang đuổi theo các bạn. Ấy, ủa. Đang đuổi theo các siêu nhân người nhện bọn tôi nha. Ủa nó dí tới rồi kìa. Bay lên. Cũng may là bọn tôi gắn động cơ các bạn. Gắn động cơ bay vào cái chiếc xe này ấy. Nếu mà chạy ở dưới là chắc chắn là bị nó đạp nữa rồi. Phải, nó đuổi theo kìa. Ủa nó đuổi theo ghê quá con ơi. Đấy, 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 đấy. Đi chưa? Đứng chưa? Ủa ra tới bờ biển rồi. Để xem là nó, ủa nó bơi được luôn kìa. Ủa nó quơ tay lên kìa. Ok. Hiện tại thì cái bãi biển này thì không có người dân đi tắm biển nha bạn. Bọn tôi dụ được con quái vật rồi. Đây, bọn tôi đã dụ được con quái vật ra ngoài bờ biển bạn. Ui, ui nó đuổi tới rồi. À, các bạn nhìn kìa, nó nè. Ui, ui, tiêu rồi, nó tấn công chiếc xe rồi. À, bạn, ui nó đập chiếc xe mớp rồi bạn. Ây da. Không ổn rồi nha. Chiếc xe của các anh em siêu nhân người nhện bọn tôi bị con quái vật nó phá hủy nữa rồi. Hiện tại thì đã thành công vụ nó ra khỏi thành phố đi các bạn. Đây, các cảm giác em điều khiển các người máy bây giờ chiến đấu với nó các bạn. Rồi đây, wow đây. Cuối cùng thì các người máy bây giờ cũng đã ra tiêu với nó rồi. Đây, hiện tại thì các người máy GG, hai người máy GG khổng lồ đang tiêu diệt con quái vật khổng lồ các bạn. Vụ nó nè. Ui, các bạn. Rồi, hai người máy GG đang chiến đấu với nó các bạn. Ui, tuyệt đối là không thể để cho nó trốn thoát các bạn, tiêu diệt nó ở đây nha. Tại các bạn, hai người máy GG rất lớn nha. Hai người máy GG đang bao vây tiêu diệt cái con quái vật khổng lồ các bạn. Tại một mình nó mà nó đánh ngang nữa với hai người máy GG khổng lồ nha. Đấy, bắt nó ném các bạn. Quỷ lên gầm, ghê chưa? Một quỷ thì cũng dữ lắm các bạn. Đấy, ui. Ui, chưa tiêu diệt được nha bạn, nó mạnh lắm. Nhân người nhện tôi bị tôi phải trốn ra thiệt là xa để quan sát các bạn, tại gần là bị nó đạp cho bẹp dí luôn ấy. Đấy, hai robot người máy đang tiêu diệt các bạn, chém nó. Wow, dữ thiệt, tiêu diệt kìa, đang tiêu diệt các bạn, con quái vật đang bị tiêu diệt. Ui, nó đang đấy mà, đây 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 đây, đây nè. Ui kìa, các bạn nhìn nó bò nè. Giống như cái con gì ấy các bạn. Nó bò bằng mấy cái chân nè. Ủa, 6, 7 cái chân luôn. Đây các bạn, nó bị tiêu diệt rồi nè. Wow, cuối cùng nó bị tiêu diệt các bạn. Đây, con quái vật khổng lồ My Layer đã bị hai người máy GG khổng lồ tiêu diệt các bạn. Ui, ui nó to rồi bạn. Cái chân của nó thôi đó, rất là lớn rồi nè. Rồi, nó nằm. Cái xác của nó đang nằm nè các bạn thấy chưa. Rồi, cũng may là lần này thì cảnh sát đã cử hai người máy GG siêu to khổng lồ này đến mới có thể tiêu diệt được nó nha bạn. Đấy, cuối cùng thì các siêu nhân người nhện bọn tôi cũng đã thành công đánh bại được con quái vật tấn công thành phố rồi bạn. Rồi, cơ thể của nó thì mọc ra rất là nhiều gai nhọn luôn nè bạn. Đây, đây không biết là gai nhọn gì luôn, hay là nó bị mấy cái gai này đâm vào cơ thể của nó ta, hay là nó từ cơ thể nó mọc ra, thấy chưa? Đấy, nhiều chưa? Cái xác này rất là lớn các bạn. Ủa cái miệng của nó nè, cái miệng của nó y chang quái vật luôn các bạn. Ai cụ kêu nó, cái lưỡi của nó thì thè ra kìa, dữ chưa? Cuối cùng cũng tiêu diệt được quái vật các bạn. Thành phố thì cũng đã trở lại bình thường rồi nha. Con quái vật khổng lồ thì cũng bị tiêu diệt rồi, dữ chưa?